Đỗ Mỹ Linh, hoa hậu nghèo nhất Việt Nam sau 6 năm đăng quang, giờ ra sao? Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã có nhiều thay đổi. Mới đây, thông tin cô nàng sắp lên xe hoa trở thành dâu hào môn đang thu hút sự chú ý của công chúng. Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 là cựu sinh viên của khoa quản trị kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô được nhiều người biết đến khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 khi mới 20 tuổi. Thời điểm đó, mỹ nhân quê Hà Nội gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1m71, số đo 3 vòng 87, 61, 94. Kể từ sau khi giành ngôi vị cao nhất cho tới nay, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã có nhiều sự thay đổi về cả chuyện tình duyên lẫn sự nghiệp. Cô từng được nhà thiết kế Đỗ Long đặc biệt danh là Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam, bởi ngoài những lúc đeo vương miện lộng lẫy, thì Đỗ Mỹ Linh vẫn chuộng phong cách thời trang giản dị. Dù khá đắt show quảng cáo đi sự kiện và thường xuyên trình diễn trong chương trình thời trang lớn, cho nên thu nhập của Đỗ Mỹ Linh thuộc hàng cao, song cô nàng vẫn xây dựng hình ảnh hoa hậu nhẹ nhàng trong sáng. Sau thành công của Hoa hậu Việt Nam, người đẹp chính ít tiếp tục tranh tài ở đấu trường nhan sắc Miss World 2017 và dừng chân ở top 40 chung cuộc. Ngoài ra, Đỗ Mỹ Linh còn chiến thắng giải Người đẹp nhân ái. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có thí sinh thắng giải này sau nhiều năm cử người đẹp đi dự thi. Song song việc hoàn thành trách nhiệm của một hoa hậu với xã hội, cộng đồng, Đỗ Mỹ Linh vẫn sắp xếp việc học chu đáo và tốt nghiệp đúng hạn. Cô còn từng dự định học lên thạc sĩ và xem xét việc đi du học nước ngoài. Với những nỗ lực không ngừng đó, mỹ nhân chín ít chiếm được tình cảm của đông đảo người hâm mộ. Về công việc nghệ thuật, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên xuất hiện trong các show diễn thời trang, đảm nhận vai trò quan trọng cho bộ sưu tập của Đỗ Long, Lê Thanh Hòa. Cô cũng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong MV Hết thương cạn nhớ của ca sĩ Đức Phúc hay series Mẹ ơi bố đâu rồi được chiếu trên VTV3. Đỗ Mỹ Linh từng gây chú ý khi tham gia show thực tế Cuộc đua kỳ thú. Tuy nhiên, người đẹp vấp phải những ý kiến trái chiều vì cách nói chuyện có phần suồng sã cũng như tính cách tiểu thư hay than thở cáu gắt với đồng đội Lê Xuân Tiền. Trước những ồn ào này, Đỗ Mỹ Linh chọn cách im lặng. Nhờ khả năng ăn nói lưu loát, Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò dẫn dắt cho một số chương trình như Việt Nam Mến Yêu, Hòa nhạc Năm Mới V-Connect, giao lưu với tiền vệ Christian Carambell. Gần đây, cô đảm nhận vai trò MC của chương trình Ký ức Thể thao thuộc phòng tin tức Ban Thể thao của Đài truyền hình Việt Nam. Đỗ Mỹ Linh từng cho rằng những người thích sự gập ghềnh gây sốc khi nhìn thấy con đường cô đi sẽ nhận xét là nhạt nhòa. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam 2016 khẳng định, với bản thân tôi và những người yêu quý tôi thì tôi nghĩ mình không hề nhạt. Về chuyện đời tư, cô nàng nhiều lần vướng nghi án hẹn hò thiếu gia nhà bầu hiển. Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được bắt gặp xuất hiện công khai cùng thiếu gia nhà bầu hiển Đỗ Vinh Quang. Cả hai cùng đi xem trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ vòng 5 V-League 2022. Họ ngồi trên khán đài VIP của sân vận động Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Hoa hậu Việt Nam 2016 và thiếu gia nhà bầu hiển đều diện trang phục tối màu và có thời gian nói chuyện vui vẻ. Song đây không phải lần đầu tiên Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Cuối tháng 4 vừa qua, cả hai ngồi cạnh nhau trong show diễn của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh. Buổi biểu diễn còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu Tú Anh, Á hậu Phương Nga. Qua những bức ảnh chụp được, cộng đồng mạng nhận thấy Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang thoải mái trò chuyện với nhau giữa nơi đông người. Trước đó, cả hai từng đến dự bữa tiệc sinh nhật cùng nhau. Tin đồn con trai bầu hiển và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hẹn hò xuất hiện vào đúng dịp Valentine, ngày lễ tình nhân. Họ đều cập nhật hình ảnh check-in ở cùng khu nghỉ dưỡng tại đảo Phú Quốc. Động thái này khiến nhiều người tỏ sự nghi vấn trước mối quan hệ của cả hai. Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995 là con trai út của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Anh đảm nhận vị trí chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội kể từ năm 2020. Chức vụ này giúp Đỗ Vinh Quang trở thành chủ tịch câu lạc bộ bóng đá trẻ nhất Việt Nam. Theo nguồn tin riêng, con trai bầu Hiển đã cầu hôn Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cách đây ít ngày và nàng hoa hậu cũng đã nhận lời sắp tổ chức đám cưới. Hiện tại, thông tin về chuyện Đỗ Mỹ Linh sắp kết hôn được cư dân mạng quan tâm. Nhiều người gửi lời chúc phúc đến Hoa hậu Việt Nam 2016 khi tìm được bến đỗ của đời mình và nhận xét họ đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả tò mò rằng liệu người đẹp chính ít có theo chồng bỏ cuộc chơi như một số đàn chị trước đó.